Nhung Vàng Chính Tương Lai xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới quý vị thân mến xem kênh. Bản tin tối ngày hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 3, có những nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin, một vợ được lấy nhiều chồng. Hải Dương sẽ được ưu tiên tiêm trước vaccine viêm phổi Vũ Hán. Bộ Tài chính cảnh báo người chơi tiền ảo. Cá voi trắng nặng 2 tấn chết trôi giạt vào bờ biển Quảng Bình. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 3 tháng 3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chị TN, 22 tuổi, trú phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Trước đó lúc 14 giờ ngày 2 tháng 3, N đã đăng tải chia sẻ lên Facebook cá nhân thông tin từ một trang mạng với nội dung chính thức chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới. Nội dung N đăng tải là sai sự thật về chính sách pháp luật Việt Nam. Cụ thể, nội dung này trái với luật hôn nhân và gia đình. Hành vi của N đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Chị N đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phạt tiền 5 triệu đồng và buộc phải gỡ bài, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái diễn hành vi vi phạm. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, ngày 24 tháng 2, lô vaccine đầu tiên của công ty SK Bioscience Company Limited Hàn Quốc đã về đến Việt Nam. Về cơ bản, Viện Kiểm định Quốc gia của Bộ Y tế thực hiện kiểm định lô vaccine đã gần xong, còn một phiếu nữa là phiếu kiểm định chất lượng của phía Hàn Quốc. Việc tiêm vaccine sẽ được thực hiện theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, ưu tiên những đối tượng cần tiêm và đối tượng miễn phí. Ngoài các đối tượng ưu tiên thì có các địa bàn ưu tiên và ưu tiên các tỉnh, thành phố có dịch. Trong tỉnh, thành phố sẽ ưu tiên vùng dịch bệnh, đại diện Bộ Y tế cho biết. Trong trường hợp này, tỉnh Hải Dương sẽ là một trong các tỉnh được ưu tiên tiêm trước theo các đối tượng ưu tiên tại nghị quyết của Chính phủ. Trang VN Express đưa tin, Bộ Tài chính mới đây cho biết Việt Nam hiện chưa có quy định pháp lý về giao dịch kinh doanh tiền ảo, nên người dân tham gia sẽ không được bảo vệ khi gặp rủi ro trong bối cảnh một số hình thức mua bán chứng khoán quốc tế, tiền ảo nở rộ gần đây. Trước các hình thức đầu tư nở rộ này, Bộ Tài chính khẳng định đây không phải là một loại chứng khoán. Việt Nam cũng chưa có quy định pháp lý về việc phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo. Đồng thời, Việt Nam cũng chưa có quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Ngoài ra, cơ quan này cũng nhấn mạnh chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã lập một tổ nghiên cứu và đang làm rõ cơ sở pháp lý để quản lý việc kinh doanh tiền và tài sản ảo. Trưa ngày hôm nay 3 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn cho biết khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân khu vực bãi biển thôn Ngoại Hải phát hiện một con cá voi đã chết giạt vào bờ biển thôn này. Sau đó, người dân báo chính quyền địa phương để tìm hướng xử lý. Được biết, con cá này thuộc loài cá voi, ngư dân quen gọi là cá ông, nặng hơn 2 tấn, có chiều dài gần 7 mét. Khi giạt vào bờ, con cá đã chết và có dấu hiệu phân hủy. Theo người dân ở đây, hiện tượng cá voi chết giạt vào bờ cũng thi thoảng xảy ra ở những năm trước. Đối với ngư dân Quảng Bình, cá voi chết giạt vào bờ biển sẽ được người dân làm các nghi thức chôn cất và lập miếu thờ để tri ân loài cá này đã giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thống đốc Texas, Hoa Kỳ chấm dứt lệnh đeo khẩu trang, mở cửa hoàn toàn tiểu bang. Tàu chiến Đức sẽ lần đầu tiên trở lại Biển Đông kể từ năm 2002. Nhật Bản xuất hiện trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo Fox News đưa tin, Thống đốc Cộng hòa của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ông Rick Abbott đã ban hành một lệnh phát hành nhằm hủy bỏ nhiều sắc lệnh trước đó của tiểu bang, cho phép tất cả các doanh nghiệp tại Texas mở cửa lại hoàn toàn và thu hồi lệnh buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang kể từ ngày 10 tháng 3. Thống đốc nói, đã đến lúc Texas phải mở cửa 100%. Tất cả những ai muốn có việc làm đều có thể kiếm được việc làm.
mọi doanh nghiệp muốn mở cửa thì nên mở cửa. Thống đốc cho biết tất cả các doanh nghiệp bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa, hoạt động với công suất 100%. Ông chỉ ra một số thống kê khả quan, bao gồm số ca viêm phổi Vũ Hán và số ca nhập viện giảm. Số lượng vaccine được phân bố đến tiểu bang và tỷ lệ số ca bình phục là lý do cho việc chấm dứt lệnh đeo khẩu trang tại nơi công cộng và mở cửa các doanh nghiệp trở lại. Ông cũng cho biết, nếu có địa phương xuất hiện việc tăng số ca viêm phổi Vũ Hán, các quan chức địa phương có thể hành động để gia tăng các hạn chế. Tuy nhiên, người dân không tuân theo các hạn chế của địa phương sẽ không bị phạt tài chính hoặc ngồi tù. Thống đốc California, ông Gavin Newsom thuộc Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng phản hồi lại quyết định của Thống đốc Texas và gọi đó là hành động hoàn toàn liều lĩnh. Trang Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao chính phủ Đức ngày 2 tháng 3 cho biết, một tàu khu trục nhỏ của Đức sẽ lên đường đến châu Á vào tháng 8 năm nay và sẽ trở thành tàu chiến đầu tiên của nước này đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Theo các quan chức quốc phòng và ngoại giao cấp cao Đức, tàu sẽ không đi qua khu vực tranh chấp tại vùng biển Đông Đúc này. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã thiết lập nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp phi pháp. Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, trong đó tàu chiến Mỹ áp sát các đảo nhân tạo này nhằm khẳng định quyền tự do tiếp cận tuyến đường thủy quốc tế. Mỹ cũng thường xuyên cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và cố gắng đe dọa các nước láng giềng châu Á. Hôm qua ngày 2 tháng 3, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, một phụ nữ 60 tuổi sau khi tiêm vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán của hãng Pfizer 3 ngày đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do xuất huyết não. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên mà nạn nhân đã được tiêm vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán được báo cáo tại Nhật Bản. Giới chức Nhật Bản dẫn lời một bác sĩ cố vấn cho chính phủ cho biết, xuất huyết não là nguyên nhân gây tử vong tương đối phổ biến ở những người có độ tuổi từ 40 đến 60. Thời điểm hiện tại, dựa trên thực tế tiêm chủng ở các nước, dường như không có mối liên hệ nào giữa xuất huyết não và vaccine. Đây có thể là một trường hợp ngẫu nhiên cần phải thu thập thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện các nhà chức trách Nhật Bản đang tìm hiểu để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, Pfizer từng khẳng định hiệu quả vaccine của hãng là thích hợp với các nhóm tuổi và dân tộc, không có tác dụng phụ lớn và có thể được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Trên đây là những tin tức của bản tin tối ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé! Quý vị thân mến, người ta thường hay nói rằng ta không có quyền chọn nơi sinh ra, nhưng ta có quyền chọn cách ta sẽ sống. Dù sinh ra ở một ngôi nhà giàu có hay gia đình bần hàn, thì đó cũng là những hoàn cảnh tốt để tôi luyện nên đức tính của một con người. Người ta chọn lương thiện không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Lương thiện ấy chính là bản chất sơ khai và căn bản của loài người. Một người dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể giữ vững được sự thiện lương trong tâm. Đó mới là người lương thiện thật sự. Người ta chọn nhường nhịn không phải vì họ đang chùn bước, mà bởi họ hiểu rằng nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Biết nhường nhịn đó cũng là làm giàu có thêm tâm hồn của mỗi người. Người ta chọn bao dung không phải vì họ hèn nhát, mà bởi vì họ hiểu bao dung là phẩm chất cao đẹp và một phẩm hạnh cao quý. Người ta chọn hồ đồ không phải vì họ thực sự ngốc nghếch, mà vì họ không muốn so đo hay tranh cãi. Im lặng mỉm cười để quan sát sự đời mới thực sự là việc khó làm. Người ta chọn tha thứ không phải vì họ không có nguyên tắc, mà bởi vì họ hiểu rằng người nhận được tha thứ sẽ không cố tình phạm sai lầm lần nữa. Người ta chọn trung thực, có sao nói vậy, bởi vì họ hiểu rằng nịnh hót, xu bợ chỉ là đối phó, sự thật tuy mất lòng nhưng đó là lời có trách nhiệm. Người ta chọn trung thực, có sao nói vậy, bởi vì họ hiểu rằng nịnh hót, xu bợ chỉ là đối phó, sự thật tuy mất lòng nhưng đó là lời có trách nhiệm. Người ta chọn tình nghĩa, bởi vì đối với họ, được ở bên bạn bè là cơ hội hiếm có, trăm năm chỉ trôi qua trong nháy mắt, vì vậy họ biết sống hết mình cho trọn tình vẹn nghĩa
tới hơi thở cuối cùng. Ghi nhớ ân tình của người khác, học cách giúp đỡ người khác và biết sống hết mình vì mọi người. Trong cuộc sống này, những tấm lòng bao dung và nhân ái luôn khiến lòng người phải cảm động. Cho dù đó là ai, thân quen hay xa lạ, nhưng tình yêu thương trao nhau sẽ làm cảm động đất trời. Họ chỉ là một cá nhân nhỏ bé nhưng lại có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ làm người khác và làm cho thế giới này trở nên ấm áp hơn. Yêu biết bao những điều mà người ta đã chọn, người mà đạt được sự chân thành, thiện lương và bao dung đến mức độ ấy thì chẳng thể là người tầm thường. Họ hẳn là người có phong thái cao, là người có tu dưỡng đạo đức, là người đã trải qua bao lần khổ luyện tâm tính để giữ vững những giá trị tốt đẹp. Họ chính là những viên ngọc quý âm thầm tỏa sáng, là bông hoa sen vươn lên giữa bùn lầy. Hãy biến thành một bông hoa tỏa hương thơm ngát cho đời, không phải vì ai khác mà vì chính mình sẽ là người tận hưởng hương thơm ấy. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Thưa quý vị thân mến, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, chúng tôi được biết luyện tập khí công là một phương pháp được hàng triệu người trên thế giới lựa chọn. Môn tu luyện khí công của Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn là điều mà Hồng Nhung lựa chọn với gia đình mình để có được một sức khỏe tốt, một tâm thái bình an. Với cuộc sống hiện đại vốn luôn bận rộn và nhộn nhịp, phương pháp này giúp Hồng Nhung sống chậm hơn, có những phút giây bình hòa, an nhiên. Quý vị cũng hãy thử dành thời gian tìm hiểu xem sao. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.